lúc đó thì là mình yêu nhau lấy nhau hay là ai mai mối hay là như thế nào? Dạ thì lúc đó cũng là người yêu cũ của em. J-Nub, siêu tiết kiệm xăng. New Me Discover, Lướt Yamaha. Lướt Yamaha, Vivu nhận quà hè cực cool. Sirius tặng 700 ngàn đồng. Exciter tặng 5 triệu đồng. Rigo S tặng 7 triệu đồng. Grande Latte tặng 2 triệu đồng. J-Nub tặng 3 triệu đồng. Thì cũng thôi chồng, em cũng về gặp. Nói chung là em chồng thứ hai, người yêu cũ của em có chồng rồi bắt đầu thôi chồng, rồi em tình cờ lúc đó là em thành phố em về, em đi ghé thăm rồi bắt đầu tái hợp lại. À là cái người vợ đó của em là cũng là người yêu cũ của em nữa. Dạ. Tình cũ đó gặp lại nhau lấy nhau rồi mà cũng chia tay. Dạ. Rồi đó, thường tình cũ rồi đáng lẽ là phải hiểu nhau coi như bạn bè của chúng ta rồi không có ngồi ra tìm cách giải quyết gì hết trơn à. Dạ, càng ngày mâu thuẫn càng nhiều thành ra giải quyết không được thì Chúng ta sẽ bắt đầu giới thiệu những thông tin của nhau. Mời chàng trai nói trước nè, em tên là gì? Em tên là Lê Minh Tấn, sinh năm 1987, hiện tại em đang làm dịch vụ bảo vệ Long Hải. Em ở đâu? Quê em ở Bến Tre vậy. Rồi vậy là mình lên đây mình sống với ai? Dạ lên đây em sống mình. À mình sống mình thuê ở ngoài mình sống hay là sống trong công dạ, ty luôn? Cái này công ty cho nhà trọ để nhân viên đồ ở thật. À chào em gái, mời em giới thiệu nha. Chào chị Tường, em tên là Thu Hương. Năm nay em 28 tuổi. Dạ em làm tự do ở nhà. Làm tự do là làm gì cơ? Dạ đang làm tóc với nail chị. Nha, rồi có thợ phụ không? Dạ không, có một mình em. Làm nghề này lâu chưa? Dạ em làm được 2 năm. Rồi vậy là quê mình ở đâu cơ? Dạ em ở Cần Giờ, thành phố luôn chị. Ủa từ Cần Giờ chạy lên đây đi không ra hả? Đi bao xa, bao lâu? Dạ từ nhà em lên đây khoảng tầm 1 tiếng rưỡi. Rồi em là quận 7, cũng tiện cũng được. Cuối tuần thì vẫn có thời gian rảnh rỗi gặp nhau. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng. Còn điểm yếu của em là hơi nhát chứ tâm đông cái gì. Rồi tiếp xúc với khách sao? Khách tới làm tiệm nhà mình khách sao? Thì ở khu đó là nhân quen không nên mình biết rồi. Rồi còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ em thì hòa đồng, biết quan tâm chia sẻ đối phương. Em thì cũng biết nấu ăn. Thì cũng giỏi rồi ha. Rồi về tình yêu thì sao? Mình đã từng trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em đã từng ly hôn. Nay năm mấy vậy? Có cháu nào chưa? Dạ có. Trai con gái? Dạ gái. Dạ. Năm nay bao nhiêu tuổi? 2 tuổi mấy vậy? Dạ sống với mẹ hay sống với em? Sống với mẹ. Rồi cái cuộc hôn nhân đó là kéo dài bao lâu, lý do sao chia tay? Mâu thuẫn hai bên gia đình. Vợ em thì nghiêng về phía gia đình hơn. Nên em nói thì ít có nghe lời. Thành ra hai vợ chồng hay mâu thuẫn, hay cãi nhau giữa vấn đề đó. Có lấy nhau về là sống ở đâu? Sống nhà em hay sống nhà bạn đó? Dạ sống bên nhà vợ. Hay là tại em tự ái rồi sống trong nhà vợ rồi em ở rể rồi em tự ái rồi? Dạ không có, em đâu có tự ái. Tại vì em cũng đi em về, em làm thành phố rồi em đi em về quê không chị. Bạn đó là ở đâu? Bến Tre. Nhưng mà trước đó thì là mình yêu nhau lấy nhau hay là ai mai mối hay là như thế nào? Dạ thì lúc đó cũng là người yêu cũ của em thì cũng thôi chồng, em cũng về gặp. Nói chung là em chồng thứ hai, người yêu cũ của em có chồng rồi bắt đầu thôi chồng, rồi em tình cờ lúc đó là em thành phố em về, em đi ghé thăm rồi bắt đầu tái hợp lại. À là cái người vợ đó của em là cũng là người yêu cũ của em nữa. Dạ. Tình cũ đó gặp lại nhau lấy nhau rồi mà cũng chia tay. Dạ. Trời ơi, thường tình cũ rồi đáng lẽ là phải hiểu nhau coi như bạn bè của chúng ta rồi không có ngồi ra tìm cách giải quyết gì hết trơn hả? Dạ càng ngày mâu thuẫn càng nhiều thành ra giải quyết không được chị. Rồi bây giờ có thăm nom con cái gì không? Dạ có, lâu lâu em có về. Cổ rồi, có gia đình mới chưa? Dạ chưa. Bây giờ em đã ổn định cuộc sống chưa? Rồi em đã coi như là dứt cái mối tình đó chưa? Chuẩn sẵn dạ. Sàng chưa? Dạ dứt rồi. Rồi rất là tiếc, tại thường thấy ta nói là khi mình đã quay trở lại lần hai rồi thì phải là chắc chắn nó phải chín mùi rồi chứ sao. Hai bạn này đã quen nhau một lần, hồi xưa quen mấy năm? 2 năm. Rồi lúc đó là sao chia tay? Nhiều khi vợ em cảm thấy không vui vẻ này nọ bắt đầu chia tay vậy. Đơn giản vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Rồi chia tay bao nhiêu năm thì quay lại lần hai mà cưới? Hơn 1 năm. Hơn năm đó là cổ quen một người khác. Dạ. Rồi cái cuối cùng cái cổ chia tay người đó nữa, cái năm sau hai người quay lại cưới nhau. Dạ. Rồi ở nhau được bao lâu ly dị? Chưa được 1 năm. Khổ ghê. Rồi thế còn em, tình duyên mình như thế nào? Trước kết hôn thì em chỉ có quen một mối tình là chồng em thôi. Rồi giờ cũng ly hôn luôn rồi. Dạ. Lý do sao ly hôn? Cũng nhiều việc lắm chị. Thứ nhất là chồng em nó nhu nhược quá. Cái lúc đó là vợ chồng em ly thân mà có ảnh có quen người khác thôi, em ly dị luôn. Ly thân bao lâu là ảnh quen người khác? Dạ ly thân, em mới ly thân chỉ có 1 tháng là thấy là quen người khác rồi. Rồi nhưng mà lúc trước khi đó thì là yêu nhau bao lâu? Dạ yêu cũng gần 10 năm chị. Trời đất ơi,
mối tình 10 năm đẹp quá trời quá đất, mình sao mà không cứu vãn vậy cưng? Rồi có cháu nào chưa? Dạ được bé trai chị, hiện nay 6 tuổi. Dạ quen nhau gần 10 năm thì cưới ở nhau 4 năm. Thì chứ rồi giờ con ở với ai? Dạ ở với nội. Tại thường lúc thì thấy con nhỏ là mẹ là ở với mẹ chứ. Tại lúc đó là mẹ em bị bệnh á, nên không có ai chăm với mẹ. Em phải đi học này nọ nên đèo theo được, nhưng mà không có lo cho được cái cuộc sống nó ấm no. Nên em để ở nhà, tại bên nội nó có người giữ. Tại vì nhà nội với nhà em cũng gần nên đi tới lui cũng gần không sao. Nên em nghĩ em để nó tốt hơn. Mối quan hệ với nhà đình chồng cũ như thế nào? Nói chung là em không có nói chuyện. Em chỉ em có mua cho con em điện thoại, em điện khi nào rước điện nó xin nội chạy ra thì em trở về thôi. Coi như cũng thường xuyên gặp con. Dạ. Nhưng mà chỉ gặp trực tiếp với con thôi chứ không có tương tác với bên kia. Dạ. Và ông lấy nhỏ cái người sau chưa? Dạ rồi ạ. Dạ. Có con mới chưa? Cái đó em chưa biết, em không. Mà cái người lúc đó luôn hay là người khác? Dạ người đó. Rồi ly thân với em là quen người đó luôn. Dạ. Nhưng mà lý do tại sao ly thân? Thì cũng xích mích trong chuyện trong gia đình đó chị. Rồi thế này thế kia, rồi ổng nhu nhược quá, nghe lời ba mẹ quá. Luôn. Cả hai bên đều dính tới gia đình hết ha. Bên đây thì cũng vợ cũng cũng nghe lời bên nhà đây, bên đây chồng nghe lời bên chồng, khổ ghê. Tao nói vậy nè, ai cũng có gia đình hết. Người nào cũng có cha, có mẹ, có gia đình của mình trước khi mình đến với nhau. Quan trọng là mình tôn trọng nhau, gia đình nào cũng là gia đình. Nếu mình thương người ta, mình phải thương luôn gia đình người ta. Hoặc không cần thương nhưng ít nhất là tôn trọng. Chứ bây giờ ai cũng muốn, đương nhiên rồi, mình sống trong nhà mình là phải vui hơn nhà người khác rồi đúng không em? Nó quen vậy rồi, nhưng mà khi mình muốn đến với nhau thì mọi thứ phải được mình tôn trọng, rồi mình cư xử, rồi mình trao đổi với nhau sao cho nó hài hòa nhất. Để tôi nói là tình làng nghĩa xóm đã quan trọng rồi, huống chi là nội ngoại hai bên. Nếu mà những cặp vợ chồng sống với nhau mà nội ngoại hai bên mà không có hòa hợp cũng rất khó hạnh phúc luôn. Những cái nguyên nhân yếu tố mà ảnh hưởng do gia đình nó cũng rất là nhiều. Cho nên các bạn xem lại trong cái cách mình giao tiếp rồi cư xử đối với đôi bên làm sao cho nó thuận hòa thì mới gia đình mới hạnh phúc được nha. Hai bạn là hoàn cảnh này rất là tương đồng với nhau luôn. Bây giờ em muốn tìm một người chồng tương lai nữa là người như thế nào? Thứ nhất là không gia trưởng, không được nhu nhược, có công việc ổn định. Về ngoại hình có yêu cầu gì không? Đừng ốm quá, mà cũng đừng mập quá chị. Nói chung là vừa người, dạ. Không ốm không mập. Cao hơn em một tí. Chị em cao mét mấy? Dạ mét 58 ạ. Đó là em cao mét mấy? Mét 7 chị. 7, rồi. Còn em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Tìm người bạn gái hiền, có gương mặt phúc hậu, lo lắng cho gia đình, biết chăm sóc gia đình. Mình dự định là mình sẽ về quê lập nghiệp hay là mình sẽ ở thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp? Tạm thời thì lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Chừng nào mà tới mình không còn khả năng làm việc thì chắc có lẽ về quê. Có nghĩa là về già thì mình sẽ về quê dưỡng già. Ví dụ cái trường hợp mà cũng muốn em về sống ở khu vực gần nhà vợ hoặc ở chung trong nhà vợ thì em thấy sao? Dạ cũng được. Không sao chứ không phải là mình bị đâu, mình sợ ăn thua là mỗi hoàn cảnh là mỗi câu chuyện khác nhau ha. Dạ. Hai bạn có hình không? Dạ có. Chị mượn hình coi. Khó à nha, đây có ba cô, lựa đi một cô. Trời ơi, đây hai anh chọn một anh, chọn anh nào? Anh đó ha, lý do sao chọn anh đó? Tại em nghe nãy nói là sinh năm 87 sẽ chững chạc hơn. Cô nào? Đây. Cô này, lý do sao chọn cô đó? Em nghĩ là 1m58 cả này. Thấy bốn cô bằng nhau luôn mà, sao chỉ cô này? Được. Là thích cô này hơn phải không? Rồi cầm nó đi nè. Bây giờ chị sẽ mở cửa trái tim cho các bạn xem coi, cho vui thôi ha. Cái cảm xúc đầu tiên của mình ngày hôm nay, linh cảm mình đúng hay không? Sao? Giờ nhìn kỹ lại coi mình chọn đúng không? Em chọn sai à? Không, cái hình này khó thiệt. Tại vì bốn cô trừ cô dâu ra cái bác sàng sàng nha bạn học hả cưng? Dạ chị em ruột cái chuyện. Trời đất ơi, bốn chị em gái hả? Dạ. Hèn chi. Rồi vậy là em cũng hay rồi đó. Chị em ruột đó chọn em của em. Dạ em cảm ơn. Em cũng có món quà gửi tặng anh. Từ cũng còn nhiều lắm, đồ chơi nhiều lắm. Cái gì ở trong vậy? Con gấu. Sao gói hoài vậy mà cái bao đen? Trời ơi con gấu. Em cảm ơn. Con gì vậy cưng? Em có món quà gửi tặng nhụy hoa nghệ tây. Anh Phan ăn uống cho sức khỏe nó tốt á. Rồi ngồi xuống đi. Sức khỏe ha. Còn bên đây hộp quà này, hộp quà này là gì? Khu chị coi cái gì nè. Ôi anh chàng này có ý. Rồi cái đó là cái gì nữa? Cái lá thơ hả hay gì vậy? Thơ mà sao đánh máy hả? Không phải, cái lời bài hát. À cái lời bài hát hả? Anh hát đi. Không có. Tôi tặng cho anh ta lời bài hát chi vậy? Vũ gì? Cái này
này là nắm tay, nắm lấy tay anh là cái bài hát. Còn là coi bên đây coi lại gì nè, em đọc đi, ảnh tặng em mà. Đọc lớn lên chị nghe chứ. Hôm nay đến với chương trình, anh không biết em người con gái kia có bấm nút hay không, nhưng anh luôn mong em sẽ bấm nút. Và cũng giống như lời bài hát nắm lấy tay anh, mình sẽ cùng nhau nắm tay đi hết đoạn đường còn lại. Dù có khó khăn như thế nào, mình cùng nhau vượt qua, sẽ chia bù đắp những mất mát to lớn. Yêu nhau từ nơi bắt đầu và đến cuối con đường cũng như vậy em nha. Hãy nắm thật chặt tay anh em nhé, hãy sẽ mãi không rời xa. Trời ơi, anh này có đầu tư nha. Còn hoa này là hoa bản gì đẹp quá vậy em? Đâu phải hoa, hoa thì hoa vải hả? Hay là hoa sáp? Hoa bằng sáp đẹp ghê ha, ý nghĩa ghê. Có quà tinh thần, có quà vật chất, có quà nằm ngủ nữa. Tao nói lo từ miếng ăn giấc ngủ luôn, rất chu đáo thiệt. Ủa, cái lửa ở đâu vậy? Cái lửa của em. Cái lửa của em hả? Tự nhiên cái lửa đâu đó vậy? Rồi tôi tưởng đâu cái lửa trong cái hộp này đưa ra nữa chứ. Rồi thì cảm ơn món quà em dành tặng cho chị nha, cảm ơn rất là nhiều. Rồi hai bạn hôm nay sao, ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy nhau như thế nào? Dạ thấy bạn gái xinh, thấy nói chuyện cũng ngọt ngào. Còn em như thế nào? Dạ em thấy anh chu đáo. Chu đáo ha, đúng rồi đó, chị thấy trước mắt mà là thấy đàn ông đó. Nói chứ không phải mình ham tiền ham bạc gì, nhưng mà nói chung đàn ông có lâu lâu có cái gì đó đặc biệt, quà cáp thì phụ nữ người ta cũng vui thiệt. Tâm lý không có ai mà con gái mà tặng quà mà không thích hết trơn á, thấy là có được cái điểm rồi đó. Còn mọi thứ còn tùy duyên, rồi còn tìm hiểu nữa. Rồi bây giờ chị Tường sẽ tạo cái điều kiện cho hai bạn có cơ hội trò chuyện với nhau một xíu nha, để hiểu nhau được nhiều hơn. Mời hai bạn thưởng thức đồ ăn của chương trình đã dành tặng cho mình. Rồi ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại nha, xin mời. Hồi nãy em nghe nói là anh quê Bến Tre đúng không? Đúng rồi, quê Bến Tre. Em là làm ở nhà hay là làm ở đâu? Dạ em làm tại nhà. Giả sử em với anh có duyên á, nếu mà bước thêm bước nữa, anh có đồng ý là về nhà em không? Về dạng như hay là anh muốn về quê anh? Hiện tại thì anh làm ở thành phố này. Nếu một thời gian sau này nếu già chắc cũng phải sẽ về nhà. Tại vì có hai đứa em, một em trai với một em gái Úc. Em trai thì nó làm bên Tiền Giang á, chắc có lẽ nó sẽ mua nhà riêng, nó sẽ ở riêng. Còn em gái Úc thì gả theo chồng, chỉ còn có mình anh ở lại có cúng kiến ông bà. Chứ Sài Gòn thì thuê mặt bằng thì em thấy nó hơi đắt, nên em muốn ở nhà tiết kiệm cái phần chi phí đó hơn. Ở nhà ở quê em thì dân không có nhiều, nhưng mà chủ trang trại đủ sống, không có dư giả. Nhưng mà trên Sài Gòn thì mình suy nghĩ tính toán nhiều lắm. Đúng rồi. Nên nó hơi xa xỉ chút. Theo em nếu sau này mà nếu thành viên có làm dâu được không? Dạ được, bình thường. Có từng tới Bến Tre chơi chưa? Em có đi một lần nhưng mà đi xong rồi về thôi, chứ dạng như không phải đi tham quan. Nên em cũng ít đi xa đó. Ở Cần Giờ mà gần biển không? Dạ không, nhà em xuống biển khoảng hai mấy cây. Tại vì lúc trước em có đi hỗ trợ làm ở tại khu công nghiệp Long Hậu á, chắc có lẽ là gần gần đó phải không? Hồi nãy anh nói anh làm công việc gì ạ? Bảo vệ. Là anh làm suốt tuần luôn hả? Đúng rồi. Vậy nếu mà hẹn hò là anh rảnh khoảng thời gian nào? Nếu mà cuối tuần mà xây ca, nếu ca 1 mà gớt ca 3 thì cái thời gian nó dư ra nhiều. Anh đi 3 ca? Thì xây tour 3 ca. Ví dụ như tuần này đi ca 2, xong rồi bắt đầu chủ nhật là sẽ ca 1. Đó em biết. Tại lúc trước em học điều dưỡng, em thực tập em cũng biết, em cũng đi 3 ca nên em biết. Là hiện tại bây giờ là anh ở trọ. Đúng rồi. Anh có hay thường về thăm bé không? Lâu lâu mới về. Tại vì cái công việc nó làm hơi nhiều. Làm bảo vệ xong rồi cái thời gian mà rảnh rỗi ra chạy Grab thêm. Dạ. Nên thành ra hai việc xây xong rồi bắt đầu về chỉ biết ngủ thôi. Anh thường hay đi đâu chơi? Không, ít có đi. Thì... nếu mà có dịp thì sẽ, nếu qua Tết khoảng lối tháng 3, tháng 4 gì đó thì chắc có thể là đi du lịch hay là đi đâu đó. Tại vì có một mơ ước là đi tới Đà Lạt chơi. Nhưng mà thấy Đà Lạt hồi nào giờ nhỏ em có đi rồi nhưng mà mình không có đi, thấy cũng muốn đi vậy. Em cũng chưa đi Đà Lạt, em cũng muốn. Đúng rồi. Nhưng mà tại vì chưa có lý do nên chưa đi. Vậy là hồi sớm từ ở dưới chạy xe lên đây. Dạ. Lần đầu gặp mặt em cảm thấy anh sao? Thì nhìn anh thân thiện, dễ thương. Hơi đen chứ? Không, anh đâu đen đâu, vậy được rồi. Phơi nắng nhiều quá. Trai vậy được không? Anh nó da trắng chứ không hề đen.
Nếu có dịp anh mời em về Bến Tre cho em cho biết nha. Dạ. Tại vì cũng qua Tết này đám cưới nhỏ em, thành ra nếu có dịp anh mời về dưới cho biết luôn. Tại vì mới đám hỏi tấm hình là sớm là anh chụp chung là đám hỏi anh mới về đây. Hồi nãy em nói là anh nhiêu tuổi? Dạ em 28. 28 là 93. Làm từ 6 bây giờ ngủ thôi, chứ cũng không đi đâu. Vậy là ở nhà làm neo suốt hả? Dạ, thì ở nhà như là quê em không có chỗ gì chơi, anh có biết nhậu không? Hồi 2 năm trước thì nhậu khá, còn 2 năm nay bỏ rồi không uống. Vậy anh có hút thuốc không? Chị có hút thuốc à? Hút thuốc mà. Hút thuốc thì có thể là bỏ được. Tại vì hồi lúc trước cũng có thể, hồi lúc trước là có bỏ rồi. Nhưng mà buồn quá, hút lại. Nói hay phải làm được nha, hút thuốc bỏ được nha, tôi nghe tôi làm bằng chứng á. Dạ, em có bỏ mấy lần rồi. Bỏ mấy lần rồi mà cũng lặp lại thấy chưa, có nghĩa là khó bỏ. Tại buồn quá. Không buồn gì, vậy mai mốt cái đủ thừa, cái mai mốt cái rồi lâu lâu cái lộn gì cái đó buồn quá cái hút lại. Không? Đúng. Bỏ nha, hại sức khỏe, mai mốt có nhiều khi có con hại con nữa. Nhưng mà ví dụ như hai bạn mà ai cũng muốn là mình sẽ có con nữa mà đúng không? Dù mình lập gia đình với ai thì mình cũng muốn tiếp tục có con nữa đúng không? Thế thì Tường thấy là hai cái hoàn cảnh hai bạn này cũng phù hợp. Gặp nhau một lần không nói được điều gì đâu. Với lại ở đây cũng đông người nữa. Thật ra là nếu mà mình cảm thấy có cái duyên á, mình phải cho nhau cơ hội gặp gỡ nhau bên ngoài, tìm hiểu rồi mới cứ từ từ mới biết được cái con người của nhau ra làm sao. Tại vì tụi em đã là người từng, tụi em đã là gãy đổ, đã là từng trải rồi, thì cái chính mình là cái người đó phải hiểu được mình, đồng cảm với mình, chia sẻ với mình thì mới gắn kết được ha. Cho nên là chỉ cần có một cái cơ hội thì mình hãy trân quý, rồi mình dành thời gian đầu tư vào đó, tìm hiểu kỹ hơn thì mình sẽ có những cái quyết định nó đúng hơn cho mình về sau này. Rồi hôm nay em đi có ai đi theo không, có chị nào đi theo không? Dạ không chị, bữa nay em đi có mình tại sao nhà mà bốn năm chị em gái mà không ai rủ ai đi theo, tư vấn giùm coi. Tại nhà em có việc đó chị. Rồi em đi có ai đi theo không? Dạ cũng không. Trời ơi bậy hết sức à, đáng lẽ là phải rủ đồng minh và quân sư đi theo chứ. Thôi bây giờ chị Tường sẽ cho các bạn chơi một cái vài chơi cái game nhỏ nhỏ với nhau ha, để mình có thể hiểu được nhau nhiều hơn. Đây là những lá bài của chương trình, lá thăm của chương trình, trong này nó ghi những cái yêu cầu của chương trình để mà mình có thể thực hiện, mình chia sẻ hoặc là mình giải tỏa, hay biết gì cả, đọc đi mới biết chứ Tường đâu biết đâu. Chàng trai tiến tới nắm tay rồi tỏ tình lãng mạn. Nãy giờ là chị thấy em là chu đáo, mà thường mấy chàng trai chu đáo quà cáp là sẽ lãng mạn. Thử coi giờ em thích bạn này không? Thích. Cơ hội dành cho em qua xin phép cổ, cho nắm tay cổ. Rồi em muốn nói gì em nói, tùy em. Mời em. Cho anh nắm tay. Đồng ý làm bạn gái anh nha. Đồng ý làm bạn gái anh nha. Ủa vô thẳng như cái lề vậy đó hả? Không có dòng do màu mè gì dạ. Hôm nay tình cờ hay có duyên gì rồi gặp mặt rồi em anh thấy em sao rồi anh cảm thấy trong người anh sao rồi vô cái mặt lòng mà làm bạn gái anh nghe vậy trời. Nhanh quá vậy. Dạ thì em nói thẳng. Em nói thẳng thẳng cho làm lợi đi, cho nó người ta chưa chuẩn bị kịp luôn hết rồi, nhắn quá. Rồi nói lại nè, 2, 3. Hôm nay lần đầu tiên anh đến chương trình, cũng không biết nói gì thì cũng gặp em, anh cũng hơi gung, thôi làm bà gái nha. Rồi thôi được rồi, về cái đó người ta trả lời sao? Được, mạnh mẽ dứt khoát. Nói nhỏ thôi chứ cũng dứt khoát lắm. Rồi bên này mời em gái. Bạn hôn lần đầu tiên, lần đầu năm nào, năm bao nhiêu tuổi, theo bạn làm thế nào để có nụ hôn nồng cháy với người yêu? Thôi em trả lời đi, hồi nãy ảnh đã đi qua rồi, ảnh nói rồi, giờ tới phiên em này chia sẻ chuyện cũ thôi mà. Mình ai cũng có chồng có con rồi, có gì đâu mắc cỡ. Không có, em không biết diễn đạt sao. Giờ lần đầu tiên hôn đầu tiên là năm nào? Em năm đó em học lớp 8 rồi. Mà hôn má lớp 8. Là cái người dòng cũ hả? Dạ. Hôn má. Còn hôn môi năm nào? Không nhớ. Không nhớ luôn. Trời, chắc cũng chắc cỡ lớp 8 rưỡi rồi ha. Lớp 8 mà hôn má chắc cỡ 8 rưỡi hôn môi rồi hết cơ. Dạ. Để coi con nít quỷ này nha. Lớp 8 là mới có 15 tuổi, 14, 15 tuổi ha không? Mối tình 10 năm tiếc ghê luôn vậy đó. Rồi giờ rồi mấy mốt người khác hung mình là mình đừng tưởng tượng chồng nha trời. Đâu được chị. Đâu được ha. Dạ. Xưa quá rồi ha. Dạ. Rồi em
nào cũ vứt bỏ ấy. Vứt bỏ đi. À, bây giờ theo em cái câu 2 mới là quan trọng kìa, đọc lên. Theo như em như thế nào để có một nụ hôn gì? Một nụ hôn gì? Nồng cháy. Nồng cháy. Rồi theo em thế nào là có nụ hôn? Em không biết luôn á. Sao không biết? Tưởng tượng lại coi hôn sao mình thấy phê. Em thấy hôn là trên tinh thần hai người tình nguyện là nồng cháy rồi chị. À, hai người tình nguyện. Vậy là cũng có những nụ hôn bị ép buộc hả? Hoặc hỗ trợ bạn gái coi. Nói chung hai người vui vẻ có thể hòa hợp nó mới tạo ra nụ hôn nồng cháy. Nói không biết hai bạn có đọc báo không chứ 10 năm trước là chị đã biết là nụ hôn nó sẽ giúp mình điều trị được nhiều bệnh lắm á, kéo dài tuổi thọ, giảm stress, căng thẳng, mệt mỏi, thả lỏng đầu óc nè, hôn sâu là nhắm mắt lại nè, không nghĩ gì hết, tập trung tới nụ hôn nó ngọt ngào, nó nồng cháy là đó nụ hôn đó, mà kéo dài được nữa là cái nụ hôn đó là sẽ giảm stress. À, hỏi thêm để các bạn hiểu nhau hơn thôi. Bây giờ cho chị hỏi một xíu là mình đã sẵn sàng với cái một cái cuộc hôn nhân mới chưa? Ví dụ là mình đã chuẩn bị để mà mình kết hôn chưa? Chuẩn bị thì chắc khoảng một năm. Một năm, tức là em mong muốn là khoảng một năm nữa thì là sẽ tốt cho cái việc kết hôn đúng không? Em cần chuẩn bị những cái điều gì trước khi bước vào một cuộc hôn nhân mới? Thì mình tìm hiểu. Còn em nghĩ... Em cũng nghĩ là một năm. Như vậy thì thật ra một năm không quá ngắn cũng không quá dài. Yeah. Quan trọng cái năm đó trôi qua trong cái tình yêu như thế nào. Mình có trân trọng những cái giờ phút mình bên nhau không? Tại vì các bạn ai cũng bận rộn công việc, ai cũng có cuộc sống riêng rồi, ai cũng có con, có những cái trách nhiệm riêng nữa. Đâm ra nếu mà thật sự tôn trọng nhau phải dành thời gian cho nhau. Hãy hy sinh mỗi người một chút. Dù bạn này cũng đi làm, bạn này cũng đi làm, vậy thì mình gặp nhau ở thời gian nào? Mình phải hẹn hò, mình thích nhau thật sự là mình cái gì cũng được hết á. Ai mà mình không thích á là cỡ nào mình cũng bận, mà ai mình đã thích thì mình phải cố gắng. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường nha. Đồng ý hẹn hò bấm mạnh, không đồng ý có quyền lấy tay ra nha. Xin mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 3. Nhà nãy chị nói rồi đó, cố gắng nha. Ví dụ ít nhất người ta không đã không ở gần nhau, họ mỗi tối không có đưa nhau đi ăn đi uống đi chơi được, nhưng mà tuần hai tuần là cũng phải, cuối tuần là em nghỉ làm mà đúng không? Dạ em cũng làm bình thường. Tuần làm mấy buổi, tháng nghỉ mấy ngày? Không nghỉ ngày nào. Ghê vậy. Rồi ví dụ rồi đi chơi rồi tìm hiểu nhau rồi đi bằng cái giờ nào? Nếu mà muốn nghỉ thì xin nghỉ. Trời ơi, làm suốt vậy thời gian đâu mà yêu nhau. Trời ơi, phụ nữ người ta cần cái người bên cạnh chăm sóc hủ hỉ. Rồi mời hai bạn về bên đây. Rồi mời hai bạn nắm tay lại với nhau nè. Chị Tường tặng em món quà làm đẹp của chương trình nha. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. À, bây giờ nè, xin bạn gái hôn cái lên má làm kỷ niệm cái ngày đầu tiên gặp mặt nè. Biết đâu sau này hai đứa lấy nhau nè, thấy hợp đó. Cho anh xin hôn má. Viết lên lại một đoạn kết mới. Dễ thương, xin được rồi còn gật đầu chào giống như xin gì. Rồi chị Tường chúc cho hai bạn cố gắng giống như chị nói lúc nãy nha. Mình ở xa, điều kiện mình ai cũng mưu sinh hết trơn á, thì rất là trân trọng. Nhưng mà cố gắng đã tìm hiểu nhau, muốn đến với nhau thì phải bỏ thời gian ra một chút. Chúc cho hai em có những cái thời gian hẹn hò với nhau thật là vui. Kính thưa quý vị, rất là vui vì hôm nay cặp đôi này đã hẹn hò với nhau. Tường đúng là có tâm mà. Nghe cái bạn trai không có thời gian dành cho bạn gái là tôi nhào vô liền. Nhưng mà không sao, tôi tin rằng với chàng trai này ha, chân dài vai rộng sẽ có thể bỏ bọc che chở được cho cái người mà anh ấy muốn làm cái điều đó. Bây giờ thì chúng ta phải tạm biệt rồi, hết thời lượng rồi quý vị. Mời quý vị